thì nếu anh em lắp không đúng á, thì cái lỗ gắt gô này nó sẽ trùng với lại cái chỗ mà nó bị khuyết trong nòng, như là lỗ xẻ hoặc là lỗ bô, đúng không? Thì trong quá trình sử dụng thì chắc chắn nó sẽ gây ra hiện tượng là dấp gãy bạc nha anh em ha. Ok, xin chào tất cả anh em ha, chào mừng toàn thể anh em đến với Thiện Vân Gia Lai nha. Thì như anh em biết rồi, trong thời gian vừa qua là hiện rẻ rất là nhiều máy Kawasaki Terzino 3 để bán những cái linh kiện rẻ máy này anh em ha. Anh em thì sẽ được mua hàng chính hãng, phụ tùng chính hãng, giá mềm hơn, thiện thì chắc chắn rồi sẽ có lãi hơn ha. Thì nhưng mà tối hôm qua thì gặp một cái đơn hàng rất là buồn cười anh em. Thay vì rẻ máy bán phụ tùng đúng không, anh em mua nòng thì rẻ nòng và tiền bán, anh em mua chế thì rẻ chế tiền bán đúng không? Thì anh khách này thì kêu thiện là rẻ cái nòng ra đi rồi còn bao nhiêu bán cho ảnh ha, thì bán luôn nha anh em ha. Thì nói chung là riêng về Terzino 3 này thì hàng phụ tùng rẻ máy thiện rất là nhiều, anh em mua cái món nào là thiện bán cái món đó hết nha ha. Anh khách này là anh có nhu cầu là anh kêu rẻ cái nòng ra, ok thiện rẻ cái nòng ra tiền bán thôi ha, anh em thương lượng được giá rồi ok, hai bên ok hết rồi thì rẻ bán thôi anh em. Rất là, nói chung là riêng là Terzino 3 này thì rẻ máy bán là ok thôi nha anh em. Anh em cứ cần cái món gì hoặc là nhu cầu như thế nào đó, anh em cứ alo thiện ha. Có anh thì cần cái lóc với cái dên á, rẻ ra bán luôn. Hoặc là có anh mà không lấy cái nòng, không lấy bộ chế, không lấy IC, rẻ bán luôn anh em. Còn anh em ví dụ như anh em hư món nào thì anh em cứ alo thiện. Giá thì chắc chắn sẽ mềm hơn là trong hãng nha ha, mềm hơn rất là nhiều nha anh em. Chẳng hạn như trong hãng bộ nòng này nè, nòng piston bạc rồi cái bi ác luôn á, thì 2.4 triệu lận nha anh em, 2.4 triệu lận, giá rất là cao đúng không? Thì với cái giá thành đó thì bằng nửa con máy nguyên bộ rồi đúng không? Thì thiện sẽ rẻ như thế này ra và bán cho anh em mức giá thì mềm hơn rất là nhiều nha. Anh khách này thì anh chơi cái kiểu là không lấy cái nòng anh em ha, thì thiện thấy là thiện lấy cái nòng rồi thôi, thiện rẻ cái nòng ra và còn bao nhiêu rồi thì để lại cho anh đi vậy thôi, rất là đơn giản. Thì anh em nào mà liên muốn mà mua phụ tùng của Terzino 3 ha, thì anh em cứ liên hệ thiện ha, chắc chắn là giá nó sẽ bất ngờ luôn anh em. Có nhiều món, có nhiều món đảm bảo anh em là rẻ như hàng lô luôn ha. Chẳng hạn như là nắp giật này nọ đồ á, thì đảm bảo anh em là giá nó sẽ rẻ như hàng lô luôn. Nắp giật này, bình xăng lớn này, ha, bô này là giá là giá như hàng lô luôn anh em. Còn những cái áo này thì đảm bảo anh em đi vào hãng không có đâu, anh em bỡ cái áo này anh em đi tìm vô hãng anh em tìm lòi mắt luôn không ra ha. Nhưng mà thiện áo này thì còn rất nhiều nha, thiện còn tới mười mấy cái áo như thế này nè anh em ha. Rồi còn riêng Terzino 3 này anh em lại gần này, anh em lưu ý cái này, riêng cái thằng mà TG53 á thì anh em thấy là những con máy khác á thì hai gác gô này, hai gác gô này nha, hai gác gô mà để định vị cái lá bạc á thì nó sẽ nằm bên phần bộ chế ha, nó nằm bên bộ chế, đa số là như vậy nha anh em ha. Nhưng riêng Terzino 3 là anh em phải lắp là nó như thế này nha ha, thì rẻ nhiều máy rồi và thì thấy nó hơi lạ chỗ đây là toàn bộ Terzino 3 thì hai cái lỗ gác gô này nằm bên bô nha anh em ha, nằm bên bô nha. Đó thì nó sẽ quay ra bô như thế này, anh em ở nhà anh em tự lắp thì em lưu ý nha. Đó, cái chấm này nó quay ra bô này, hai cái lỗ gô này nó quay ra bô này, không phải riêng về Terzino 3 mới lắp như thế này đâu anh em ha, có một vài mẫu máy khác nữa nhưng mà đa số nha, đa số thì nó sẽ gô nó sẽ cho làm bên bộ ca sang vô ha. Và nếu mà anh em lắp ngược như thế này lại á thì không đúng á, thì cái lỗ gô này nha nó sẽ không trùng với lại cái những cái điểm mà kín trên nòng. Đây anh em thấy cái nòng của máy, cái máy hai thì á nó sẽ không có gô nha, bởi vì cái máy bốn thì anh em, máy cắt cỏ hoặc là máy cưa hoặc là xe máy gì vậy, bốn thì nó sẽ không có cái gô này, không có cái chốt định vị lá bạc này, bởi vì nguyên cái nòng của thằng máy bốn thì là nó kín từ trên xuống dưới luôn, dù cho lá bạc nó xoay đi vị trí nào đi nữa thì nó không bị dấp. Nhưng cái máy hai thì á thì nó sẽ làm mắc gô đây ha, bởi vì trên cái nòng máy thì anh em thấy là lỗ rất là nhiều nha, rất là nhiều lỗ, rất là nhiều chỗ này ha, lỗ xả này, lỗ hút này, rồi lỗ hai bên khí khi bê tông xuống nén khí lên này, nén hoa khí lên này. Thì nếu anh em lắp không đúng á, thì cái lỗ gô này nó sẽ trùng với lại cái chỗ mà nó bị khuyết trong nòng, như là lỗ xả hoặc là lỗ bô, đúng không? Thì trong quá trình sử dụng thì chắc chắn nó sẽ gây ra hiện tượng là dấp gãy bạc nha anh em ha. Nên lưu ý giùm thiện, những cái máy, mỗi cái máy thì nó sẽ khác nhau. Có máy thì đưa hai gô này ra bô, có máy thì đưa hai gô này về cái bộ chế. Nhưng mà lưu ý giùm thiện là Terzino 3 là hai cái lỗ gô này nó ra bô nha anh em ha. Rồi, có lưu ý như vậy để anh em lắp cho nó đúng thôi. Còn riêng về phụ tùng á, anh em mua món nào thì có món đó cho anh em hết nha ha. Cổ chế này thì bên hãng nó bán rất là cao nè, nhưng bên thiện bán chỉ có nửa giá cho anh em thôi, vẫn là hàng riêng đàng hoàng cho anh em nha. Rồi, anh em nào quan tâm về máy cái Kawasaki thì có thể liên hệ với số điện thoại dưới góc màn chủ thiện, hoặc là để lại số điện thoại ở dưới phần bình luận á, thì sẽ truyền trực tiếp cho anh em để tư vấn kỹ hơn về mẫu Kawasaki TG53 này. Để anh em biết thêm thông tin nha, anh em xem video nhớ bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để mỗi lần mà thiện ra video mới á, anh em phải biết và xin tham khảo những sản phẩm của thiện nha anh em. Xin cảm ơn tất cả anh em đã xem video và tất cả anh em ở video tiếp theo nha.